Vâng, như vậy xin chào mừng quý vị khán giả, chúng ta là quay trở lại với những diễn biến tại sân bóng đá Sportlet quận Tân Phú để theo dõi lượt trận thứ 3 vòng đấu bảng của bảng B giải bóng đá hội cầu sinh nghĩa kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, giải đấu lần thứ 11 được tổ chức. Tuyển Carlos, cơ hội dành cho Tuyển Carlos có thể dứt điểm, hơi chần chừ và tình huống đi bóng của Tuyển Carlos cuối cùng đã bị đối phương phá ra. Cầu thủ K83 đứng nhất bảng với 7 điểm và hiệu số tốt hơn so với cầu thủ bên phía đội bóng K95. Khoảng trống dành cho cầu thủ K80, dứt điểm, một cú đá dội sang ngang, pha ra chân ở khu vực gần giữa sân một cách cực gây cấn nhất ở bảng đấu này, có lẽ là lượt trận thứ hai. Các đội bóng đều đã thi đấu rất quyết tâm. Một cú ra chân nguy hiểm nữa dành cho vị trí của số 8 nhưng Đình Tuấn vẫn chưa thể ghi bàn. Pha dứt điểm nguy hiểm, bóng vẫn đi vọt xa. Trọng tài vừa rồi đã xác định bóng đi vào lưới rồi. Đó là một tình huống mà bóng đã xuyên qua lưới trắng. Bóng Sportlet đã bị rách và hơi khó xác định cho pha xử lý vừa rồi. Đúng như vậy thì bóng đã đi dưới sàn ngang một quãng khá xa. Thêm một cơ hội nữa dành cho các thủ K86, không được, pha chạm bóng lại hơi thiếu cảm giác. Thêm quả ném biên, Tuyển Carlos. Vẫn là Tuyển Carlos. Pha điều bóng rất tự tin, không được, Minh Kha đã bị ngăn chặn. Vẫn còn cơ hội dành cho các thủ áo đỏ, áp sát rất gần. Bàn thắng dành cho vị trí của số 2, Minh Kha đã ghi bàn thắng để gỡ hòa một đều thành công dành cho các thủ K82. Đáng tiếc, nếu như Doãn Nunes còn ở trên sân, rất có thể bàn thắng vừa rồi sẽ được thực hiện bởi vị trí của số 22. Cú bóng bóng dài, đánh đâu? Không có pha tiếp cận và thành công dành cho Minh Kha. Chí Vũ, pha xử lý hay của Chí Vũ, một tình huống gọt bóng bẻ gãy đối phương. Cơ hội dành cho số 3, đường truyền, khoảng trống dành cho Minh Kha, dứt điểm đi. Tỷ số 0, vẫn chưa vào. Cuối cùng thì bóng cũng đã nằm gọn trong lưới sau cú đánh đầu bồi của Tuyển Carlos. Pha chạm bóng đầu tiên của số 8 đó dội sang ngang bật ra và sau đó thì bóng bật ra vào đúng vị trí của Tuyển Carlos. Anh tiếp tục thực hiện thêm cú đánh đầu. Hậu vệ bên phía đội bóng xanh đập vào rất nhanh để ngăn cản nhưng không kịp. Phản công dành cho các thủ áo xanh, thêm pha dứt điểm từ xa. Cú đá được tung ra bởi vị trí của Pháp Serra nhưng pha ra chân của số 10 vẫn chưa mang lại sự hiệu quả. Vẫn còn. Nhưng pha giữ bóng bình tĩnh lại là Pháp Serra. Pha lùi về rất nhanh của Chí Vũ. Vẫn là những pha áp sát liên tục và lấy bóng thành công của các thủ K82. Cơ hội nữa dành cho Chí Vũ, đường truyền ra biên. Khoảng trống dành cho số 7, dứt điểm đi. Sức kỹ thuật nhưng bóng vẫn đi vào lưới sau hai nhịp dứt điểm. Tình huống kết thúc đầu tiên của số 7, vị trí của lập lót dép, bóng đã dội vào cục dọc nhưng ngay sau đó là tình huống băng lên và đáo bồi kịp thời từ người đồng đội. Chúng ta cùng nhìn lại pha phối hợp dẫn đến bàn thắng vừa rồi để nâng tỷ số lên 3-1 dành cho cầu thủ K82. Pha lao vào và đáo bồi chính xác, đó là vị trí của số 6 Nhi Lê. Quả ném biên nữa dành cho cầu thủ bên phía đội bóng K80. Pha qua người khá hay, cơ hội dành cho Sang Châu. Không được, vẫn còn Pháp Serra. Sang Châu, cơ hội dứt điểm, đó là đường truyền. Dứt điểm. Pha kết thúc đã mang lại bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng K80. Chúng ta cùng nhìn lại pha bóng này. Tình huống đầy cố gắng của Sang Châu trong được việc căng ngang và sau đó là một cú dứt điểm không thể cản phá của cầu thủ mang chiếc áo số 8, Đình Tuấn. Ngọc Kỳ, cách biệt lại được thu hẹp, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Cơ hội nữa là dành cho Đình Tuấn dứt điểm, thêm cú đá nguy hiểm, lần này thì bóng đã đi ra ngoài. Vẫn còn. Thêm những pha phối hợp rất đáng tiếc. Vẫn còn. Không có được khoảng trống để có thể dứt điểm. Nguyễn Kha, thêm pha kết thúc nguy hiểm, bóng vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành bên phía đội bóng K80. Trong hiệp 1 thì Đình Tuấn cũng đã chơi rất tốt với những pha uy hiếp đến từ những cú dứt điểm từ xa.
Khả năng xuất xa lợi hại của thủ môn áo số 3. Xin lỗi, bàn số 8 làm vũ khí nguy hiểm. Qua đến đâu? Không vào. Một tình huống bắt và chạm sức quyết liệt giữa các thủ hai đội vẫn còn. Thêm cơ hội nữa dành cho các thủ áo xanh gây sức ép. Đội bóng áo xanh đang tràn lên để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Đinh Tuấn một cơ hội nữa. Và đá chân vẫn đi thiếu chính xác của cầu thủ mang chiếc áo số 8. Rất nguy hiểm và đã có bàn thắng gỡ hòa 3 đều dành cho các thủ áo xanh. Và bóng cố định đã được các cầu thủ bên phía đội bóng K80 khai thác rất tốt ở những phút đầu hiệp 2. Họ đã có thực hiện một tình huống ném biên và sau đó là một khoảng trống lộ ra, cú đá rất nhanh chân. Lúc này thì cuộc cạnh tranh vị trí đầu bảng diễn ra giữa K86 và K89 vẫn đang diễn ra trên sân đấu còn lại. K86 vừa có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Một tình huống rớt bóng chạm vào cột dọc khung thành. Thêm cơ hội nữa dành cho các thủ áo đỏ. Vũ Cửa Long rất khó chịu, bóng lại đi trên khung thành. Vẫn là một quyền kiểm soát bóng trở lại với Ngọc Kỳ. Được chỉ tốt, tuyển Carlos. Vẫn là tuyển Carlos. Vẫn còn Ngọc Đức, được chỉ ra khoảng trống. Nhưng tình huống xoay sở bình tĩnh. Thêm một đường chọc khe rất hay. Dứt điểm thành công và bàn thắng đã đến với vị trí của số 11. Bảo Messi đã tiếp tục ghi bàn dành cho các thủ bên phía đội bóng K82. Tỷ số được nâng lên 4-3. 4-3 dành cho các thủ áo đỏ. Chúng ta cùng nhìn lại pha chọc khe rất hay. Tình huống quan sát tốt và chọc khe vô cùng chính xác để mang về cơ hội ghi bàn dành cho Bảo Messi. Và số 11 đã tận dụng thành công cơ hội này. Khoảng trống đối mặt dứt điểm. 4 đều dành cho các cầu thủ bên phía đội áo xanh. Họ gần như ngay lập tức đã có được pha lập công để cân bằng tỷ số sau tình huống phối hợp tốt. Pha bắt bóng không dính của thủ thành bên phía đội bóng K82 đã giúp cho số 11 có một bàn thắng khá dễ dàng với tình huống lập công. Khoảng trống nữa, cơ hội. Tiếp tục một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng K82. Lần này thì pha lập công đến từ vị trí của Doãn Nunes. Một bàn thắng rất đáng để ăn mừng. Không biết lúc này thì trên sân trực tiếp có bao nhiêu cổ động viên đang treo thưởng phần thưởng những lon bia hay những thùng bia dành cho số 22 hay không. 5-4 dành cho K82. Có lẽ sau khi số 22 ghi bàn, tất cả đều sẽ ăn mừng. Từ những đơn vị tài trợ cho đến các lãnh đạo của các đội bóng khác đều gửi lời chúc mừng dành cho Doãn Nunes. Một cơ hội nữa dành cho Doãn Nunes, không vào. Sĩ Vũ vừa rồi đã tung ra một cú dứt điểm căng nhưng bóng đi không đủ hiểm. Đình Sĩ, Minh Kha. Pha xoay sở hay của Minh Kha. Tuyển Carlos. Tiếp tục là Ngọc Đức. Sực tiếp nha, khoảng trống nữa dành cho Sĩ Vũ. Sĩ Vũ, quả tạt. Không có được pha chạm đầu dành cho Doãn Nunes. Và chạy bóng rất xoay, không vào, vẫn còn thêm quá dứt điểm. Thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ K82. Cách biệt được nâng lên 6-4 dành cho đội bóng áo đỏ với pha ra chân của Đình Sĩ. Tình huống ập vào đá bồi rất nhanh của cầu thủ mang chiếc áo số 16 đã giúp cho các cầu thủ K82 tiếp tục chiếm cứ lợi thế dẫn trước. Pha dứt điểm không thành công. Cách biệt đang là 2 bàn vào phút thi đấu thứ 30. Như vậy thì trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa K82 và đội bóng K80. Kết quả chung cuộc, K82 giành chiến thắng trước K80.